Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Anh Thắng, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin ngày hôm nay. Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC lần thứ 29 được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã ra sân bay đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và đoàn đại biểu Việt Nam. Thái Lan cũng bắn 21 phát đại bác chào mừng. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan đang phát triển tốt. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Thái Lan kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 13 và cũng là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch nước ta tới Thái Lan sau 24 năm. Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức phiên giải trình quá trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sử dụng đất để thực hiện các dự án. Kết luận phiên giải trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn khẳng định đây là cơ hội để cùng nhìn nhận lại vấn đề còn hạn chế bất cập trong thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, từ đó thống nhất lại phương án giải quyết hiệu quả những khó khăn vướng mắc nhằm giữ vững kỷ cương pháp luật trong lĩnh vực đất đai. Đồng chí yêu cầu các sở ngành có liên quan cần tham mưu kịp thời việc đưa các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được Chính phủ phân bổ cho tỉnh Hưng Yên vào quy hoạch tỉnh, xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021-2025 đảm bảo hiệu quả và khả thi. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Trị, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ông Nguyễn Quốc Trị sinh năm 1967, quê quán huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, từng đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai, Bí thư Huyện ủy Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Phó Tổng cục trưởng, rồi Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Từ đầu năm đến nay, Vietcombank chi nhánh Hưng Yên luôn là ngân hàng có dư nợ tín dụng đứng thứ hai trong các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, với dư nợ gần 8.600 tỷ đồng, tăng trên 21% so với cùng kỳ. Cùng với đó, hiện tại, Vietcombank Hưng Yên đứng số 1 về số lượng máy ATM với 39 máy và 217 điểm đơn vị chấp nhận thẻ tại các điểm giao dịch thanh toán. Vietcombank Hưng Yên đã sớm triển khai các dịch vụ ngân hàng điện tử với nhiều tính năng hiện đại. Trong năm 2022, Vietcombank Hưng Yên phát hành được gần 4.700 thẻ tín dụng trên 23.000 thẻ ghi nợ quốc tế, doanh số sử dụng thẻ đạt 279 tỷ đồng, doanh số thanh toán đạt 484 tỷ đồng. Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học, tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể do trà Chai Trang của huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại, thôn Chai Trang, thị trấn Yên Mỹ có 200 hộ sản xuất kinh doanh sản phẩm giò chả, mỗi năm xuất ra thị trường khoảng 4.000 đến 5.000 tấn. Hiện nay có 20 hộ sản xuất kinh doanh được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể giò chả Chai Trang. Ban chủ nhiệm đề tài đã lựa chọn logo sản phẩm, xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng, quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể, tổ chức tập huấn kiến thức về sở hữu trí tuệ, quản trị sản phẩm và kỹ năng kinh doanh cho các chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể. Hội đồng nghiệm thu thống nhất đánh giá đề tài đạt yêu cầu. Ba nhà khoa học của Việt Nam vừa lọt vào bảng xếp hạng ngôi sao khoa học đăng lên xuất sắc nhất thế giới của trang research.com. Trong đó, Phó Giáo sư Trần Xuân Bách, Đại học Y Hà Nội là nhà khoa học của Việt Nam duy nhất có mặt trong top 10 nhà khoa học đầu bảng xếp hạng 3, lĩnh vực y học cộng đồng với chỉ số H-Index là 94. Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hoàng Sơn, Đại học Quốc gia Hà Nội xếp hạng 190, lĩnh vực khoa học máy tính với chỉ số H-Index là 54. Ông Sơn cũng lọt vào top 10.000 nhà khoa học xuất sắc nhất của thế giới trong 3 năm liên tiếp 2019, 2020, 2021. Phó Giáo sư Tiến sĩ Phùng Văn Phúc, Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng 958, lĩnh vực kỹ thuật cơ khí và hàng không vũ trụ với chỉ số H-Index là 33. Đêm qua, hãng Milan của Pháp chính thức thông báo hủy bỏ phiên đấu giá ấn Hoàng đế Chi Bảo trả ấn về cho Việt Nam. Trang web của hãng đăng tải thông báo, hãng đấu giá Milan vui mừng thông báo đã đạt được thỏa thuận riêng với nhà nước Việt Nam về việc hồi hương kim ấn của Hoàng đế Minh Mạng về Việt Nam. Do đó, phiên đấu giá công khai kim ấn vào ngày 18 tháng 11 năm 2022 sẽ bị hủy bỏ. Ấn Hoàng đế Chi Bảo được đúc bằng vàng ròng vào năm Minh Mạng thứ tư, tức năm 1823. Đây là bảo ấn lớn và đẹp nhất của triều Nguyễn, gồm một đế hình vuông kép chồng lên nhau, bên trên đúc hình rồng với năm móng, đầu ngẩng cao, có khắc chữ vương, nghĩa là vua. Chiều qua, Ban chỉ đạo diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tại khu đô thị thương mại du lịch Văn Giang
tổ chức tổng duyệt diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại khu đô thị này. Tình huống giả định xảy ra cháy tại tầng hầm khu căn hộ Vịnh Thủy Aqua Bay. Đây là nhà chung cư cao cấp kết hợp kinh doanh dịch vụ thương mại cao 33 tầng. Khu vực tầng hầm có nhiều chất dễ cháy như xăng dầu, nhựa. Do tác động của ngọn lửa, nhiệt độ cao, khói, khí độc và đám cháy phát triển nhanh khiến nhiều người bị thương và mắc kẹt. Tại buổi tổng duyệt, hơn 600 cán bộ chiến sĩ, nhân viên của các đơn vị trên địa bàn tỉnh và công an thành phố Hà Nội cùng nhiều phương tiện thiết bị chuyên dụng được huy động. Buổi tổng duyệt được tiến hành bảo đảm thời gian, quy trình và an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị. Hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt với chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn vận tải Phượng Hoàng, Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1974, trú tại xã Hùng An, huyện Kim Động, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên có trụ sở tại đường Hoàng Hoa Thám, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, cũng do Nguyễn Văn Thắng làm tổng giám đốc, được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án xây dựng khách sạn và nhà ở liền kề trên địa bàn phường An Tảo. Mặc dù chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng từ năm 2010 đến 2012, Nguyễn Văn Thắng đã chuyển nhượng nhiều thửa đất tại dự án bằng hình thức huy động vốn với các cá nhân trên địa bàn tỉnh. Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị các tổ chức cá nhân đã góp vốn nhận chuyển nhượng tại dự án liên hệ để giải quyết các quyền lợi nghĩa vụ có liên quan. Gã khổng lồ trong lĩnh vực tìm kiếm Google vừa qua đã chấp thuận trả số tiền kỷ lục lên tới 391 triệu đô la Mỹ để dàn xếp vụ kiện tập thể liên quan đến quyền riêng tư ở Mỹ. Theo đó, 40 bang ở Mỹ đã buộc tội Google, khiến người dùng lầm tưởng rằng tính năng định vị trên thiết bị của họ đã được tắt, nhưng thực chất lại bị hãng công nghệ khổng lồ này thu thập dữ liệu vị trí cá nhân và sử dụng thông tin thu thập được cho mục đích quảng cáo. Nguyên đơn nhận định trong nhiều năm, Google đã ưu tiên lợi nhuận hơn quyền riêng tư của người dùng. Đây là thỏa thuận dàn xếp vụ kiện về quyền riêng tư có sự tham gia của nhiều bang lớn nhất từ trước đến nay ở Mỹ. Tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu thế giới Amazon đang có kế hoạch sa thải khoảng 10.000 nhân sự hoạt động trong mảng công nghệ và quản trị doanh nghiệp. Theo đó, nguyên nhân chính của đợt cắt giảm nhân sự lần này là do nhu cầu sụt giảm trong thời kỳ hậu Covid-19. Quyết định sa thải 10.000 nhân sự sẽ là đợt cắt giảm lớn nhất của Amazon từ trước đến nay. Amazon là cái tên mới nhất trong danh sách dài các công ty công nghệ tuyên bố sa thải trong thời gian qua. Meta, công ty mẹ của Facebook đã bắt đầu sa thải 13% nhân viên, tương đương hơn 11.000 người. Nền tảng truyền thông xã hội Twitter cũng mạnh tay cắt giảm nhân sự sau khi được tỷ phú Elon Musk tiếp quản. Ông tuyên bố việc sa thải là cần thiết để hợp lý hóa mô hình kinh doanh của nền tảng. Trung Quốc vừa qua đã hoàn thành cụm kính viễn vọng vô tuyến gồm 313 anten, công cụ mạnh giúp giới nghiên cứu khám phá những bí ẩn của mặt trời. Theo thông báo, quá trình xây dựng kính viễn vọng vô tuyến mặt trời đạo thành bao gồm hơn 300 anten hình đĩa tạo thành vòng tròn chu vi hơn 3 km, hoàn thành vào ngày 13 tháng 11, kính viễn vọng đặt ở rìa cao nguyên Tây Tạng. Hoạt động thử nghiệm sẽ bắt đầu trong tháng 6 năm sau. Đài quan sát trị giá 14 triệu đô la Mỹ sẽ giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu cơn phun trào mặt trời và tác động của chúng tới trái đất. Dữ liệu tần số vô tuyến mà kính viễn vọng thu thập sẽ bổ trợ cho dữ liệu của các kính viễn vọng hoạt động ở dải tần số khác. Một công ty khởi nghiệp tại Đức vừa giới thiệu mẫu thiết kế cảm biến phát hiện cháy rừng dựa vào không khí, có thể nhận biết ngay từ giai đoạn cháy âm ỉ, thường trong vòng 60 phút. Hệ thống cảnh báo cháy rừng siêu sớm do công ty khởi nghiệp Dryas của Đức phát triển đang được thử nghiệm tại một khu rừng trên đảo Sardinia của Italia. Công ty thiết kế cảm biến chạy bằng năng lượng mặt trời gắn với một thiết bị dò khí. Khi phát hiện đám cháy, cảm biến sẽ gửi tín hiệu qua mạng không dây bằng anten tích hợp. Tín hiệu được chuyển tiếp đến các thiết bị phức tạp hơn và truyền sang Internet bằng vệ tinh hoặc 4G. Cuối cùng, thông tin được gửi đến người quản lý rừng. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18h30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.